Ngày 25 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh và âu tàu Nghĩa Hưng, hay còn gọi là cụm công trình kênh đào, nối sông đáy Ninh Cơ. Các loại tàu có trọng tải đến 3.000 tấn có thể vào âu tàu để được sắp xếp đi qua kênh mới này và rút ngắn hành trình 5-6 giờ so với trước kia. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 7, tàu ND4002 tải trọng 820 tấn là tàu đầu tiên đi qua cụm công trình kênh nối sông đáy Ninh Cơ. Tiếp đó là tàu mang số hiệu ND3334 trọng tải 430 tấn. Sau đó tàu ND3680 là con tàu có trọng tải lớn nhất 2.700 tấn, chiều dài 76 mét, chiều rộng hơn 13 mét, lưu thông qua kênh Nghĩa Hưng. Cái gói âu tàu này thì có cái lợi ích gì cho các chủ tàu? Khi mà có âu này và thông thì bọn em lưu thông từ thượng nguồn hoặc là hạ nguồn xuống lên xuống thì nó an toàn hơn mọi khi ạ. Có cái âu này thì nhìn chung là bọn em đi thì nó tiện hơn anh ạ. Tiện hơn là khi mà qua cầu nối mỏ neo hoặc là qua nối mỏ neo thì nó rất là xa. Và qua nối kênh của Niêu này thì cái kênh cũ này thì nó rất là nguy hiểm anh ạ. Nó giảm được nhiều thời gian với cả chi phí không? Nó sẽ nếu mà rút ngắn thời gian thì nếu mà chúng em là đi nối Nam Định thì này, nó giảm nó được khoảng 5 tiếng. Bọn em thì đi nối âu này thì nó nhàn hơn mỗi khi. Thì trước đây thì bọn em là thuyền nhỏ thì đi qua kênh nhiều hơn. Nhưng sau có cái âu này thì bọn em là đỡ phải nó nước nổi gì. Có giảm được nhiều tiền đó, chi phí không? Như bọn em chạy thuyền bé thì nói chung là cũng như nhau. Ừ. Như thuyền to, cánh to thì nó phải chạy phụ thuộc về nối Nam Định. Nhưng bọn em thì qua kênh thôi. Bây giờ những cái thời gian đi lại nó có giảm được nhiều không? Như thời gian bọn em thì như chạy những bọn em bé thì lại như nhau hết. Công trình luồng đường thủy nội địa dài 1,18 km khởi đầu tại km 8+300 sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điểm kết thúc tại km 35+450 sông đáy xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Công trình được khởi công ngày 1 tháng 3 năm 2021, gồm các hạng mục chính: xây dựng kênh nối giữa sông đáy và sông Ninh Cơ với chiều dài khoảng 1 km, chiều rộng đáy kênh 90-100 m. Xây dựng âu tàu với kích thước buồng âu rộng 17, dài 179 m, cao độ đáy âm 7,0 m. Sau khi hoàn thành, cụm công trình sẽ giúp cho tàu có tải trọng 2.000 đến 3.000 tấn có thể đi sâu vào đất liền đến cụm cảng Ninh Bình, Ninh Phúc thay vì phải tới cảng Hải Phòng và di chuyển bằng đường bộ như hiện nay. Từ đó giảm chi phí vận tải, giảm gánh nặng cho đường bộ và giảm ô nhiễm môi trường.